Kính thưa quý vị, đêm nay chúng ta sẽ nghe Hoàng Thanh Tâm tâm sự như sau. Tôi đã dành gần hết quãng khoảng đời đã qua của mình cho tình yêu và âm nhạc. Âm nhạc đã nuôi dưỡng những bước ước mơ trong trái tim tôi. Tình yêu đã giúp cho trái tim tôi thăng hoa để vượt qua những gian nan nhọc nhằn và giông bão của cuộc đời. Chả có biết bao ai bể sầu, bất chợt nhìn lại những bạn bè thân sơ, những tên tuổi lừng lẫy một thời trên vòng trời nghệ thuật, biết bao hào quang chói lọi như Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trần Tử Thiên, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ Văn Phụng, Lê Uyên Phương, Duy Khánh, Ngọc Lan, Ngân Lan, Hoàng Điệp Tử, Vô Thượng, Trường Kỳ, và gần đây nhất là Duy Quang. Và còn biết bao nhiêu văn nghệ sĩ nữa đã vĩnh viễn ra khỏi gia đình. Lòng tôi không tránh khỏi những ngậm ngùi cho sự ngắn ngủi phù du của kiếp người. Quả thật, đời người chỉ như một giấc mơ qua. Trong thế giới chúng ta đang sống hôm nay, những con người đang mê mẩn với những tham vọng không đến giờ đã không còn nhớ đến sự ngắn ngủi của kiếp người. Cái ranh giới mong manh của sự sống và sự chết, để rồi khi miệt mài lo vòng những tham vọng điên cuồng, họ đã quá quen thuộc với những lời dám trả như một kinh điển, nhưng đã đánh mất hoàn toàn lương tri của một con người và lòng yêu thương dành cho đồng loại của chúng ta. Và đêm nay, cho đêm nhạc ở Thanh Tâm, chúng tôi xin mời quý vị đến với tiếng hát qua ngợi qua ca khúc Một Cõi Tình Xa của Hoàng Thanh Tâm. Anh cô xin chào quý vị. Khi nãy giờ cô học ngồi dưới thì thấy tới cái phần nhận quà rồi thì bây giờ thì lượng khách nó hơi đi tí. Cô học mong rằng là giờ đến hết chương trình thì mong rằng quý vị ở lại để chia sẻ cùng với nhà phòng trung tâm. Sở dĩ tại vì các ca sĩ khác ở đây họ hầu như là nhìn vào bài. Cái thứ nhất là nhà sĩ Hồng Dương Tâm giao phó những cái bài rất là hay, cho nên là một cái thời gian ngắn thì ca sĩ không có thể nào mà thuộc lời và thuộc nhạc kịp. Thì chính vì trân trọng những ca khúc rất hay của Hồng Dương Tâm thì hôm nay tất cả các ca sĩ đứng ở trên này thì đều nhìn vào lời hết và con học cũng không ngoại lệ. Mong rằng quý vị thưởng thức đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm trong buổi tối hôm nay thật sự là trọn vẹn. Nếu được thì cho chọn cái tay thật là lớn lên được không ạ? Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị. Xa nhau rồi bé có buồn không? Mai ta đi nhớ bé vô cùng, nhớ cả một trời tình trong đáy mắt. Ta mang bên đời một cõi tình xa. Thiên đường ngày nào giờ im tiếng nói, ta chạy mù đời trong cõi mịt mờ. Bàn chân đi xa một nơi phiêu lãng, kéo mòn tuổi đời tìm chút ngày xanh, tìm trong thiên thu một vùng tóc nhớ,
thiên đường ngày nào phủ lối rêu mờ. Bao nhiêu năm rồi bé có con ngoan, bao năm qua nhớ bé vô cùng, nhớ từng tuổi đời vụt bay như gió. Ta lạc đường về những bên bờ xưa. Bao nhiêu năm rồi một mình ta đi, vẫn mãi lanh quanh níu tuổi xuân thì. Ta còn lại gì một hôn thơ cũ, vẫn hoài trong ta suốt kiếp lưu đày. Bàn chân đi xa một đời phiêu lãng, kéo mòn tuổi đời tìm chút ngày xanh, tìm trong thiên thu một vùng tóc nhớ. Thiên đường ngày nào phủ lối rêu mờ. Bao nhiêu năm rồi bé có con ngoan, bao năm qua nhớ bé vô cùng, nhớ từng tuổi đời vụt bay như gió. Ta lạc đường về những bên bờ xưa. Bao nhiêu năm rồi một mình ta, nếu tuổi xuân thì ta còn lại gì một hôn thơ cũ, vẫn hoài trong ta suốt kiếp lưu đày. Bao nhiêu năm rồi một mình ta đi, lang thang đi tìm một nơi. Cảm ơn cô bé rất nhiều.